Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bại của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 379 cho các anh tổng cộng là 20 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình đồng ý với món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 0384687455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản có kích thước nhỏ, em sẽ hỗ trợ 50% phí ship nha các anh. Còn những đơn hàng nào mà mình chọn phương thức ship COD thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn ha. Rồi em lại chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 này em lên là một cây mỏ LED Igo 200mm hàng của Nhật nha các anh, size 8 inch ha. Đây, trên này nước xi nè các anh, rất là sáng luôn, 200mm Igo, logo nội địa Nhật đầy đủ luôn nè. Cái phần gần ngàm thì nó bị tróc xi một tí nha các anh. Bên ngoài thôi, bên trong ngàm còn rất là đẹp nha. 8 inch nè, Heavy Duty, Drop Forget, Japan, hàng của Nhật. Rồi em sẽ vặn mở ngàm. Ngàm vặn nhẹ nhàng trơn tru nha các anh, không có bị cứng ha. Ngàm này cũng không có bị rơ lắc gì luôn. Miệng ngàm bên trong còn đẹp, không có bị nhâm, bị mẻ gì hết nha các anh. Còn ok hết luôn. Chiều dài cái này được 20 cm. Là ngàm nó mở tối đa là 2,5 cm. Giá cái này là 120.000. Mã số 1. Mã tiếp theo, mã số 2 là một cây kiềm điện hiệu Kepa. Cái này cũng là hàng của Nhật luôn nha các anh. Một cây kiềm điện, trên này nó sẽ khắc chìm và chữ Kepa nè. Và đây là logo hiệu Kepa các anh. B-106, logo nội địa Nhật nè. Ở đây nó có một cái phần lưỡi cắt. À, lưỡi các dây điện kích sát luôn nha các anh, không bị hở sáng. Mình xem lưỡi bên trong nè, răng còn ok, không có bị mẻ mòn gì hết, lưỡi là cũng không có bị mẻ gì luôn. Em sẽ test các dây điện cho các anh xem nha. Nghe cái tiếng đó, cắt rất là ngọt luôn ha. Bên dưới này thì sẽ đây, cái phần răng để kẹp đồ bên dưới này cũng có luôn các anh, và răng còn rất là đẹp. Tay cầm nè, có một cái lớp vỏ bằng nhựa nguyên vẹn luôn, không có bị nứt rách gì cả. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 16 cm, cái phần răng lưỡi là được 2,5 cm. Giá của nó là 150.000. Mã số 2. Mã tiếp theo, mã số 3 là một cây cờ lê khóa vòng 17 hàng của Đức nha các anh. Made in Germany nè, hàng của Đức. Deodat Duvitat, hàng của Đức nha các anh. Đây là miệng cờ lê 17 nè các anh. À, miệng khóa vòng, các anh xem miệng khóa vòng bên trong là không có nước bể gì hết nha. Ở sau nè, đây là miệng cờ lê, nó bị tróc xi nhẹ nha các anh, tróc xi chứ miệng của nó là còn ok, không có bị nhâm nứt bể gì hết ha. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 18,5 cm, giá của nó là 80.000. Mã số 3 80.000. Và tiếp theo, mã số 4 là một cây búa đinh. Một cây búa đinh cán gỗ hàng của Nhật nha các anh. Con này thì cái phần chữ Nhật của nó sẽ là một cái tem được dán lên trên cán gỗ như thế này. Tem này, trên này có chữ trademark Made by Nihon Ichi, hàng của Nhật ha các anh. Tem còn khá là nguyên vẹn. Mình xem luôn phần cán gỗ ha. Cán gỗ dưới này có một cái tem, một cái tem và một cái mã vạch nữa, cũng còn khá là nguyên vẹn luôn. 18mm, cán gỗ còn ok, không có nứt nẻ gì hết nha các anh. Về phần đầu búa nè, răng nè các anh, có mặt lưới chống trượt còn rất đẹp, chứ không có bị mòn. Về phần đầu bể đinh này thì không có bị mẻ gì hết nha các anh. Nó cán gỗ và có một đầu ni bằng kim loại ha, nguyên vẹn. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 30 cm, ngang là được 9 cm, đường kính mặt búa này là được 1,8 cm nha các anh. Cây này nó nặng 250g nha các anh, giá của nó là 150.000. Mã số 4. Mã tiếp theo, mã số 5 là một cây kìm mỏ quạ hiệu Igo. Một cây kìm mỏ quạ hiệu Igo, cây này hàng của Nhật nha các anh. Hàng của Nhật luôn. Trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Igo nè, VKB 250, bên này là logo nội địa Nhật ha. Bên này sẽ khắc chìm chữ Japan.
Noxy này em thấy còn khá là sáng, chỉ có góc bên này hơi tróc nhẹ thôi, còn lại là ok bên ngoài này đẹp luôn. Mình xem phần răng bên trong nè, răng này em thấy là không có bị mòn hay là bị mẻ gì hết nha các, răng còn ok ha. Về cái phần vỏ nè, vỏ nhựa bên ngoài còn nguyên vẹn luôn, không có bị nứt rách gì cả. Cây này chiều dài của nó được 25,5 cm, và cái phần ngàm này thì nó mở tối đa được là 4 cm. Giá của nó là 170.000, mã số 5. Mã tiếp theo, mã số 6 là một cây đuôi chuột. Một cây đuôi chuột hiệu Super 1721. Miệng 17. Bên này miệng 21, bên trong còn nguyên vẹn ha. Hai khắc nổi là 21 made in Japan. Mặt sau Super nè. Đổi chiều. Đồ nào cũng còn hoạt động trơn tru hết luôn nha các anh. Chiều dài cái này thì nó được 23,5 cm. Giá của nó là 100.000, mã số 6. Mã tiếp theo, mã số 7 là một cây mở côn hiệu top. Cái này 200 mi nha các anh. Một cây mở côn. Cái này thì mặt sau nó hơi bị rỗ ở đây một tí, rỗ cái phần thép cũng một tí, còn lại là nguyên vẹn và nước xi cũng còn khá là sáng các anh. 200 mi nè. Nó dính à, một ít băng keo. Đây các 200 mi speed speed break hiệu top ha. Còn ok về phần răng này, các anh xem răng bên trong là nó không có bị mẻ hay là mòn cái răng ha. Bên này đấy, còn ok hết luôn. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 20,5 cm. Đoạn này mở được 2,5 cm nha các. Giá của nó là 120.000, mã số 7. Và tiếp theo, mã số 8 là một cây cưa hiệu Gontaro. Cây này hàng của Nhật nè các. Một cây cưa thẳng Gontaro hàng của Nhật, còn rất là mới luôn các. Cây này các anh sưu tầm cũng ok nè. Em sẽ quay từ cái phần cưa trước. Trên này thì nó sẽ có một cái tay cầm ở này bằng nhựa ha, bằng cái nút, những cái nút ốc này là bằng nhựa, còn cái phần màu đen là cao su mềm nha các. Trên này nó sẽ đúc nổi lên chữ Silky Gontaro, bên này là Made in Japan hàng của Nhật. Nó không có tì vết gì luôn các, rất là sáng như hàng mới luôn á. Cái này kiểu dùng lướt nè, Silky Gontaro 270 EOT 55000, nước si các anh xem nè. Và răng này đẹp hết luôn, không có bị mẻ hay mất một cái răng nào hết ha. Đấy, rất là sáng. Về cái phần cưa này thì chiều dài nó được 39,5 cm và lưỡi 27 cm nha các. Lưỡi 27 cm. Còn bên này là cái phần vỏ hộp bên ngoài. Đây, vỏ ở đây. Phần này bằng nhựa nha các. Bằng nhựa 270 mm nè. Có một cái tem Silky Gontaro Made in Japan. Đó, ở đây đúc nổi lên luôn cái logo của thương hiệu này nha các. Bằng nhựa rất là đẹp ha, còn nguyên vẹn. Mặt sau này cũng có này các, cũng đúc nổi luôn Silky nè. Gontaro 270 mm shipping hàng của Nhật, còn rất đẹp luôn. Về kích thước của cây cưa này tính luôn cả vỏ khi mà lắp vào như thế này là nó tới 42,5 cm nha các. Giá của nó là 300.000, mã số 8. Mã tiếp theo, mã số 9 là một cây kiềm cá. Một cây kiềm cá hiệu top, cây này hàng của Nhật luôn đó. Trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ top nè, logo nội địa Nhật. Đó, nước xi rất là sáng luôn. Nó cũng có một số chỗ róc xi nhẹ thôi các. Răng bên trong cũng còn ok nè. Về phía tay cầm này thì sẽ có một cái lớp vỏ bằng nhựa cho mình ha, bọc bên ngoài. Còn ok hết, không có bị đứt rách gì cả. Cái phần ngàm này thì nó mở tối đa được 0,5 cm nha các. 0,5 cm, chiều dài cái này được
6,5 cm, giá của nó là 100.000, mã số 9. Mã tiếp theo mã số 10 là một cây kéo tỉa, một cây kéo tỉa râm hàng của Nhật nha các. Một cây kéo tỉa, trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật nha các. Đấy, khắc chìm vào luôn. Con này thì nó có nước sơn bên ngoài màu đen, còn rất là mới luôn nè, nó không có tì vết gì hết ha các. Lưỡi, cái lưỡi cắt đẹp luôn, không có bị mẻ hay là bị rỗ gì cả. Còn ok hết luôn ha. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 20 cm và lưỡi này được 6 cm. Giá cây này là 250.000, mã số 10. Mã tiếp theo mã 11 là một cây kéo cắt cành, một cây kéo cắt cành hàng của Nhật nha các. Hai con này bên trên cái phần này là sẽ khắc laser nè, cái một Nhật ha, còn chỗ này là khắc chìm lên luôn nha các, made in Japan. Lõi ở đây là bằng đồng nha các, phần màu vàng này bằng đồng ha. Con này là thép đúc luôn, nó rất là cứng chắc, chốt cài bên dưới bằng thép luôn ha. Mình xem lưỡi nè, lưỡi cắt đây các, không mẻ không rỗ gì hết ha, rất là đẹp luôn. Lò xo là hoạt động trơn tru hết, em sẽ test cắt giấy cái này ha. Cái này thì các anh mua về để cắt những cái cây cảnh trong vườn, rất là ok luôn. Về kích thước của con này thì chiều dài nó được 20 cm và lưỡi là được 5 cm. Giá của nó là 250.000, mã số 11. Mã tiếp theo mã 12 là một cái ổ điện, một cái ổ điện hàng của Nhật nha các. Con này thì bên ngoài nó có một cái lớp, đây là cao su mềm á các. Trên này nó sẽ đúc nổi lên cái chữ Nhật là thông số là 16A và 250V. Nó sẽ có những cái đầu cắm dẹp như thế này, hai bên, và ba cái phần để cắm lỗ hai dây bình thường ha. Rồi, ở trên này là những cái phần để mình đi dây, mình nối dây vào đây mình sử dụng, là có ốc sẵn hết luôn. Nó có cái phần này bọc lại để chống nước chống giật luôn nha các. Đấy, cái này rất là cứng nha. À, cái này dẻo chứ, cái phần bên trong mới là cứng. Cái này dẻo thì nó sẽ chống được va đập, không lo nó bị vỡ nha các. Về kích thước của cái này thì chiều dài nó được 11,5 cm, giá là 150.000, mã số 12. Mã tiếp theo mã 13 là một cây cần lắc hiệu tôn. Đây các, một cây cần lắc tôn đầu 1/2 hàng của Nhật ha. Đây, đầu 1/2 nha các, nguyên vẹn luôn, đầu là không có bị nứt bể gì hết. Trên này nó sẽ khắc nổi chữ tôn nè, Forged Steel Japan. Mặt sau nè, tôn NO371, logo nội địa Nhật, reversible ratchet. Ốc là nguyên zin hết ha, em sẽ test hoạt động cái này. Đang xoay qua phải nè, đủ chiều, xoay qua trái nè, hoạt động là trơn tru hết luôn ha. Chiều dài cái này được 26,5 cm và giá của nó là 200.000, mã số 13. Và tiếp theo mã 14 là một cái bộ loe ống đồng hiệu ESCO hàng của Nhật. Đây đó, một cái loe ống đồng, trên này thì nó sẽ khắc chìm vào cái chữ ESCO nè. Các cái thông số của cái loe này là 3/8, 5/16, 3/16, 1/8, 1/4 và 7/16 ha. Trên này thì sẽ khắc chìm EA212A, 45 độ flare. Nước xi rất là sáng luôn các. Con này còn rất mới như thép trắng nè. Thép trắng luôn á, nó không có rỉ gì hết. Nên mình muốn sử dụng thì mình sẽ vặn ở góc này, ở góc này trước cho nó lỏng ra trước nè, sau đó mình vặn góc này. Đấy, thì để tách hai cái phần loe này ra. Răng bên trong còn khá là ok nha các, không có bị mẻ bị mòn gì hết ha. Rồi mình lắp lại chỉnh cho nó khớp nè. Về kích thước của cái này thì chiều dài nó được 16 cm, giá là 180.000, mã số 14. Một cái bộ loe ống đồng hiệu ESCO.
Tiếp theo mã số 15 là một cái khóa lắc léo hiệu SK11, cái này hàng của Nhật luôn nè các. Bốn số là 10, 8, 12 và 13. Ở trên này nó sẽ khắc laser lên cái chữ SK11, còn số thì sẽ khắc chìm nha các anh. Bên này là đầu khóa số 8 và số 10, bên trong là không có nứt bể gì hết nha các anh. Đầu khóa nguyên vẹn nha. Nhìn các cái góc bên này nè. Nguyên vẹn hết. Này em quay nè. Đủ chiều nè. Lắc léo nè. Ok hết luôn ha. Hai bên này là ốp bằng nhựa nha các anh, bằng nhựa nè. Còn nguyên vẹn luôn, không có nứt rách gì cả. Phía bên này sẽ là 12 và 13. Đổi chiều này. Lắc léo, ok luôn. Cây này thì chiều dài nó được 17 cm và giá của nó là 250.000, mã số 15. Mã tiếp theo, mã số 16 là một cây ghép cành. Một cây ghép cành cán gỗ hàng của Nhật nha các. Đây, cái phần nắp của nó nè. Mình xem luôn cái phần lưỡi đi ha. Lưỡi này thì em thấy không có bị mẻ gì hết nè. Mà các anh mua về sử dụng mình có thể là mài thêm cho nó bén nha. Trên này sẽ khắc chìm lên trên cái phần thép là cái chữ Nhật luôn. Còn ok hết nè. Cán gỗ nguyên vẹn, không có bị nứt nẻ gì cả. Về kích thước của cây này thì chiều dài nó được 17 cm. Lưỡi ở đây là được hơn 4 cm một tí. Lưỡi này 4,3 cm. Mà đóng lại thì cái này nó được 19 cm. Giá của nó là 150.000, mã số 16. Mã tiếp theo, mã số 17 là một cây mã số 17 là một cái viên đá mài hiệu Katashiwa hàng của Nhật. Còn nguyên siêu luôn nha các anh, con này là hàng mới chưa dùng nha. Nguyên siêu luôn. Viên này thì nó sẽ có hai mặt, một mặt trắng và một mặt vàng. Thì mặt trắng độ mịn là 10.000, mặt vàng độ mịn là 5.000. Made in Japan hiệu Katashiwa, chữ Nhật nè. Dài con này là 18 cm, ngang này 6 cm, đoạn dài này là 2,7 cm nha các anh. Cân nặng của nó là 624 g. Nếu mình tính luôn cả lớp lót cao su bên dưới này là 643 g nha các anh. Giá của nó là 200.000, mã số 17. Mã tiếp theo, mã 18 là một cái cưa gập, một cái cưa gập hiệu Crafts House của Nhật nha các anh. Một cái cưa gập. Con này thì trên nè, trên cái phần thép này nó sẽ khắc chìm vào chữ Made in Japan, nước xì rất là sáng luôn các anh. Ốc ở đây là bằng nhựa nha. Mặt bên này cũng Made in Japan. Còn về phía tay cầm, cái lớp vỏ bằng nhựa này nguyên vẹn nha các anh, không có nứt rách gì cả, còn rất là mới. Mình mở lưỡi. Răng lưỡi bên trong là cũng còn đẹp luôn. Không có bị mẻ hay bị mất một cái răng nào hết nha các anh. Nước xi của nó thì có một số chỗ lốm đốm tróc xi nhẹ ha các anh. Trên này nó sẽ khắc laser lên chữ Grab House này. Chữ Nhật 210, lưỡi 21 cm nha các anh. Đây, chiều dài tổng thể là 44,5 cm. Lưỡi 21 cm. Là mình muốn gập lại mình nhấn ở đây. Cái cưa mà gập lại rồi thì nó còn 22,5 cm. Giá của nó là 230.000, mã số 18. Mã tiếp theo, mã chính là một cây cần trượt hiệu Mitoloy. Cái này đầu 1 phần 2 nè các. Một cây cần trượt hiệu Mitoloy. Cái này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Mitoloy hàng của Nhật nha các. Góc bên này có một cái logo nội địa Nhật nhỏ ở đây nè. Mitoloy của Nhật. Về phần cái đầu 1 phần 2 này thì còn đẹp nha các anh. Đầu này không có bị mẻ gì hết nha. Còn trượt nước xi này cũng còn khá là sáng, không bị tróc xi quá nhiều đâu. Đấy, hoạt động thì nó cũng như thế này. Về kích thước của cây cần trượt này thì chiều dài nó được 25 cm. Giá cái này là 150.000, mã số 19. Mã số 19, 150.000. Và cuối cùng mã số 20 là một cây cưa lách hàng của Nhật nha các. Đây, một cây cưa lách hàng mới chưa dùng, cán gỗ nè, cán gỗ. Trên này nó sẽ khắc laser lên cái chữ Made in Japan. Đấy, Made in Japan. Răng lưỡi nè các. Rất là đẹp, con này thép trắng nha. Nó sẽ không có bị reset theo thời gian nha các. Về kích thước của cây cưa này thì chiều dài nó được 33,5 cm và lưỡi là được 22 cm. Giá của nó là 80.000,
Mã số 20. Vậy là nó lên xong 20 mã hàng trong clip số 379 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thùy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.